Xin chào các bạn. Trước hết, mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Trong bài học số 11 lần trước, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề nhịp độ, tempo. Còn bài học số 12 hôm nay, để có thể cảm hiểu và trình tấu được âm hưởng sắc thái của tác phẩm âm nhạc, chúng ta tìm hiểu vấn đề tiếp theo, cường độ, volume. Cường độ được định nghĩa là những ký hiệu được ghi ở phía trên hoặc phía dưới của khuôn nhạc hoặc nốt nhạc để chỉ độ vang lên của âm thanh ở mức lớn, vừa hoặc nhỏ. Các ký hiệu về cường độ sẽ chi phối từng đoạn, từng câu, từng tiết nhạc hoặc từng nốt nhạc do các nhạc sĩ sáng tác đã ấn định. Về cường độ thì chúng ta có cường độ đều đặn và cường độ biến đổi. Cường độ đều đặn được ký hiệu bằng các chữ 3 chữ P có nghĩa là cực nhẹ, 2 chữ P rất nhẹ, 1 chữ P là nhẹ, MP là nhẹ vừa. Cũng vậy, MF là mạnh vừa, F mạnh, 2F rất mạnh và 3F cực mạnh. Về cường độ biến đổi thì chúng ta có loại biến đổi từng tiết nhạc hoặc biến đổi từng nốt nhạc. Biến đổi từng tiết nhạc có các ký hiệu crescendo mạnh dần lên, decrescendo nhẹ dần lại, dim giảm dần lại, vân vân. Còn ký hiệu về cường độ biến đổi từng nốt nhạc, chúng ta có ký hiệu PF nhẹ rồi mạnh ngay, F P mạnh rồi nhẹ ngay. Và cứ như thế, các bạn xem ở trong bảng ký hiệu đây. Về cường độ biến đổi từng nốt nhạc, chúng ta thông thường gặp 3 dấu marcato là những dấu mũi tên đặt trên hoặc dưới nốt nhạc. Trình tấu nhấn mạnh rồi nhẹ ngay. Dấu thứ hai là staccato là những dấu chấm đặt ở trên hoặc dưới nốt nhạc. Trình tấu nhẹ, rời tiếng và nảy tiếng. Dấu thứ ba, sostenuto, là những dấu gạch ngang nằm ở trên hoặc dưới nốt nhạc. Chúng ta nhấn mạnh vừa phải khi trình tấu. Đó là phần lý thuyết của bài học hôm nay. Bây giờ mời các bạn sang phần thứ hai, xướng âm thực hành. Trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục xướng âm giọng mi thứ hòa âm. Mi thứ hòa âm là giọng mi thứ có nốt quãng 7 tăng lên nửa cung. Mi có nốt quãng 7 là nốt re, re ở đây được tăng lên nửa cung. Bây giờ mời các bạn đi vào phần xướng âm thực hành. Bài thực hành xướng âm đầu tiên này chúng ta thấy các ký hiệu. Về nhịp độ, tác giả ghi adagio có nghĩa là chậm. Về cường độ, chúng ta gặp ký hiệu trước hết MF có nghĩa là mạnh vừa. Những dấu vòng cung cho cả tiết nhạc gọi là dấu legato, có nghĩa là phải trình tấu liền tiếng, liền hơi. Thứ ba, chúng ta gặp dấu decrescendo có nghĩa là giảm dần. Vậy, cụ thể như tiết nhạc đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu xướng âm mạnh vừa. Sau đó giảm ở cuối tiết nhạc. Tiết nhạc thứ hai cũng tương tự như vậy. Nhưng tiết nhạc thứ ba thì bắt đầu vào tiết nhạc sẽ là nhỏ vừa, dần dần lớn ở giữa và lại vuốt nhỏ cường độ ở cuối tiết nhạc. Nửa sau của đoạn nhạc này chúng ta gặp ký hiệu P có nghĩa là piano, nhỏ, nhẹ so với phần trước là mạnh vừa. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Son, son, si, son, mi, mi, re. La, la, do, si, la, la, son. Si, si, mi, mi, re, re, do, do, si, si, la, mi, la, si. La, son, si, son, mi, mi, re. La la do si la la son. Si si mi mi re re
si la son fa mi. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng. 1 2 vào. Son son si son mi mi re. La la do si la la son. Si si mi mi re re do do si si la mi la si. La son si son mi mi re. La la do si la la son. Si si mi mi re re do si la son fa mi. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 vào. Trong bài sướng âm thực hành thứ hai này, chúng ta gặp các ký hiệu. Về nhịp độ, tác giả ghi Allegretto có nghĩa là hơi nhanh. Về cường độ, chúng ta gặp ký hiệu MP nhỏ vừa, P nhỏ nhẹ, MF mạnh vừa. Đồng thời, chúng ta cũng gặp ký hiệu Crescendo lớn dần, Decrescendo nhỏ dần. Vậy cụ thể, câu nhạc đầu tiên chúng ta sẽ sướng âm bắt đầu nhẹ vừa, lớn dần, rồi giảm dần. Bắt đầu nhỏ nhẹ, lớn dần, lại giảm lại. Sang đến ô nhịp tiếp sẽ làm mạnh vừa. Bây giờ mời các bạn nghe sướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Si 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 do do si 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 la son fa son la si son la si re 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 mi mi si 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 la son fa son la si son fa mi fa son la son fa son la si fa son la son fa son la si mi si 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 mi si. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng. 1 2 vào. Si 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 do do si 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 la son fa son la si son la si re 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 mi mi si 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 la son fa son la si son fa mi fa son la son fa son la si fa son la si mi si 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 mi si re mi. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 vào. Bài thực hành sướng âm thứ ba này chúng ta thấy về nhịp độ tác giả ghi vivo, còn về cường độ chúng ta nhận thấy các ký hiệu P là nhỏ nhẹ, giống marcato là nhấn mạnh rồi nhẹ ngay, crescendo là lớn dần mạnh dần, dim là giảm dần nhẹ dần, arrest có nghĩa là kìm lại chậm lại,
Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. Một, hai, vào. Mi, son mi, son mi, son mi fa son la son. Mi fa, re mi, do re, si do. La si son fa mi, si fa son la si la son fa mi. Son mi, son mi, son mi fa son la son. Mi fa, re mi, do re, si do. La si 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 la son la si si mi. Bây giờ xin mời các bạn xướng âm cùng. Một, hai, vào. Mi, son mi, son mi, son mi fa son la son. Mi fa, re mi, do re, si do. La si son fa mi, si fa son la si la son fa mi. Son mi, son mi, son mi fa son la son. Mi fa, re mi, do re, si do. La si 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 la son la si si mi. Bây giờ xin mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. Một, hai, vào. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ được nhịp độ cũng như cường độ, tức là diễn tả tốt sắc thái của tác phẩm. Chúc các bạn thành công và...